Chính vì lẽ đó, hắn chỉ có thể thay đổi mục tiêu, nhanh chóng hướng về cổ nguyệt phóng tới. Thử trước tiên là giải quyết hai tên nữ hồn sư cùng với tên thực phẩm hệ khí hồn sư xem sao. Một bên khác có đoạt hồn tiêu, hắn căn bản không hề lo lắng. Sức chiến đấu của đoạt hồn tiêu này ở trong đội chỉ đứng sau Nguyên Ân Dạ Huy, cũng là lớp phó lớp 52, khả năng chiến đấu tốt hơn hắn rất nhiều. Tinh thanh kiếm lần thứ hai đâm ra, ánh sao óng ánh, mục tiêu nhắm thẳng vào cổ nguyệt. Nhưng cũng ngay lúc này đây, một vòng tinh luân lặng yên không một tiếng động ở dưới chân hắn sáng lên. Sau đó hắn liền phát hiện, liên hệ giữa mình và tinh thanh kiếm bỗng gián đoạn. Một bàn tay trắng nõn từ hư không vỗ vào trên đỉnh đầu của mình cách đó một tấc. Hàn ý thấu xương chuyển khắp toàn thân. Sau một khắc, thứ hắn nhìn thấy bỗng trở lên hoàn toàn trắng xóa. Tinh luân băng liên thêm vào là băng nguyên tố trưởng cống của cổ nguyệt, khoảng cách cần giải quyết một tên hồn sư là chuyện dễ dàng như vậy đó. Tinh thanh kiếm diệp tinh mạch vốn là đi theo con đường mẫn công hệ, sức phòng ngự không ra sao, tinh luân băng liên khóa tuyệt đối 1 giây đã đủ để đưa hắn vào bi kịch. Hứa Tuyển Ngôn chờ cơ hội này đã hơn nửa ngày rồi, cuối cùng cũng coi như là có một con mồi đưa tới cửa. Nàng ở những phương diện khác cũng không tính là mạnh, bao gồm cả báo tuyết cũng không phải là loại hồn kỹ mạnh mẽ đặc biệt phân địch thắng thua, chỉ có tinh luân băng liên này ở trên chiến trường diệu dụng vô cùng. Cổ Nguyệt lúc này hướng về Hứa Tuyển Ngôn nói: "Ngươi giúp Tinh Lan, tao giúp Vũ Lân." Vừa nói, ánh sáng màu xanh trên người nàng lóe lên, cũng đã hướng về phương hướng của Đường Vũ Lân chạy đến. Thời cơ Đường Vũ Lân từng nói rốt cuộc đã đến. Trước khi cuộc chiến đấu này bắt đầu, Đường Vũ Lân cũng đã làm ra kế hoạch. Cổ Nguyệt cùng với Hứa Tiểu Ngôn tổ hợp chính là để bẫy người. Chỉ cần các nàng có thể trừ đi một đối thủ khi mà cận chiến, kế hoạch tiếp theo có thể triển khai. Nhiệm vụ của Tạ Giải là cuốn lấy phụ trợ hồn sư cùng với khống chế hệ hồn sư, mượn báo tuyết yểm hồ. Nhiệm vụ của Diệp Tình Lan cũng đồng dạng là cuốn lấy đối thủ, mà nhiệm vụ của Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt mới lại là đánh bại Nguyên Ân Dạ Huy. Phía trước là dựa vào Đường Vũ Lân, mặt sau liền dựa vào Cổ Nguyệt. Uỳnh một tiếng, Đường Vũ Lân lần thứ 3 lúc này bị Nguyên Ân Dạ Huy oanh kích bay ra bên ngoài. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này ở bên trong một đôi tròng mắt đỏ ngòm, tràn ngập sự kinh ngạc. Thời điểm khi mà nàng lần thứ 2 đem Đường Vũ Lân đánh bay, vốn cho là hắn không còn cách nào có thể bò lên trên lần nữa. Nhưng mà Đường Vũ Lân lại hóa không thể nào không thành có thể, không chờ nàng tiếp tục có hành động, đã lăn tròn ở trên mặt đất. Xoa xoa vai, nhẹ nhàng lúc này nhếch miệng lên, sau đó lại một lần nữa lao về phía nàng. Hắn là đúc bằng sắt thép hay sao? Nguyên Ân Dạ Huy lúc này không hề dám lơ là Đường Vũ Lân chút nào. Nàng đã từng thấy tận mắt Đường Vũ Lân lúc này mới lần giải quyết nhanh gọn mấy con long loại hồn thú. Kim Long Chảo của tên này thực sự là có lực bộc phát vô cùng cường hãn. Kết quả chính là lại bị Đường Vũ Lân quấn lấy vài giây, lại một lần nữa đem hắn oanh kích bay ra ngoài. Đúng vào lúc này thì Cổ Nguyệt đã đến. Khoát tay, một đám lớn băng chúy phong đào liền hướng về Nguyên Ân Dạ Huy bay tới. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, ở trong lòng thầm nghĩ, vậy mà còn đưa tới cửa, một mình người nguyên tố hệ hồn sư tiếp cận ta gần như vậy, không phải muốn chết hay sao? Nguyên Ân Dạ Huy căn bản cũng không hề lé tránh, ở trạng thái cự mà thái thản, sức phòng ngự của bản thân nàng vốn đã rất biến thái, ngay cả Đường Vũ Lân, Kim Long Chảo tăng cường nhiều sức mạnh như vậy, cũng chỉ có thể đánh gãy tay của nàng chứ không thể nào đánh nát tan, có thể thấy được sức phòng ngự của nàng cường hãn đến mức nào. Ngạnh kháng băng chùy cùng với phong đao, Nguyên Ân Dạ Huy lúc này xông thẳng tới trước mặt của Cổ Nguyệt, một chưởng vỗ thẳng về phía cô nàng. Mà đúng lúc này, một sợi lam ngân thảo lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở bên hông của Cổ Nguyệt, kéo ngang nàng sang một bên. Điềm Phổ Lân đã bị từ dưới đất bò dậy, trên tay còn đang kéo một cây lam ngân thảo, mà hồn kỹ của Cổ Nguyệt lại như là mưa gió lớn vậy, không ngừng hướng về Nguyên Ân Dạ Huy chút xuống. Cái tiết này thực sự là khó trở như ra châu vậy. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này vùng tay ra, không khí pháo tái xuất hiện nhắm thẳng vào Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân lôi kéo Cổ Nguyệt tránh khỏi không khí pháo, thân hình của hắn lóe lên, lần thứ hai nhào tới Nguyên Ân Dạ Huy, đồng thời còn nhét thứ gì đó vào trong miệng. Thị huyết bánh bao đậu. Nguyên Ân Dạ Huy không cần nhìn cũng biết rằng hắn đang là ăn cái gì, chẳng trách Cổ Nguyệt sẽ chạy tới là để đưa bánh bao cho tên này, không thể để cho hắn thực hiện được. Nguyên Ân Dạ Huy hiểu rất rõ, cự ma thái thản của chính mình đã kiên trì không được bao lâu nữa. Đường Phụ Lân chưa ăn thịt huyết bánh bao đâu cũng đã đủ để cho mình chiến thắng khó khăn. Một khi để hắn cuồng hóa thành công, căn bản là mình không có cách nào trước khi bị cự ma thái thản kết thúc, đánh tan được hắn. Hàn quang ở trong mắt lóe lên, hai tay to lớn của Nguyên Ân Dạ Huy lúc này bỗng nhiên vùng lên, sau đó mạnh mẽ đáp thẳng về phía mặt đất. Âm một tiếng,
Sóng điệu chấn hình cánh quạt ở trong nháy mắt này bao phủ lấy phạm vi của Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt. Thân thể của hai người ở trong lúc cũng đã là bị chấn động bay lên. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này một bước bước tới, nhanh như tia chớp đã đến trước mặt của hai người. Cự Ma Thái Thản cũng đã có tác dụng tăng cường rất lớn cho tốc độ của nàng. Song quyền đồng thời vung ra, phân biệt đập về phía của Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt. Thân ở trên không trung, Đường Vũ Lân vừa ăn thị huyết bánh bao đầu, hiệu quả vẫn chưa kịp phát huy. Lúc này chính là thời khắc nguy cấp nhất. Ở trong lúc này, tình huống tất cả mọi người đều không nghĩ tới lại xuất hiện. Ánh bạc lóe lên, Đường Vũ Lân liền đến bên cạnh của Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt một tay ôm lấy eo của Đường Vũ Lân, một tay khác đánh ra vừa vặn đánh vào nắm tay của Nguyên Ân Dạ Huy. Thời điểm một trường này của nàng đánh ra, chỉ có người có nhãn lực cực tốt mới bắt kịp. Ở trong lòng bàn tay của Cổ Nguyệt, ở trong nháy mắt biến hóa 5 loại màu sắc: không gian, quang minh, thủy, hỏa và thổ. 5 loại nguyên tố hội tụ thành vòng xoáy đã chặn lại cú đấm này của Nguyên Ân Dạ Huy. Thân thể của Cổ Nguyệt cùng với Đường Vũ Lân xoay tròn bay ra ngoài, thân trên không trung, Đường Vũ Lân theo bản năng ôm chặt lấy nàng. Nhưng mà Nguyên Ân Dạ Huy cũng không hề dễ chịu, có thể thấy rõ ràng, chung quanh cánh tay to lớn kia của nàng là một vòng xoáy ngũ sắc xoay chung quanh nắm đấm. Vòng xoáy ngũ sắc kia tiếp tục xoay tròn, khiến cho cả người của nàng đều run rẩy. Nguyên tố hỗn loạn sao? Thánh linh đấu la lúc này ánh mắt sáng lên, trên đài chủ tịch, mấy vị phong hào đấu la cũng đều theo bản năng ngồi thẳng người dậy. Kim quang lóe lên, một con tiểu thảo xà đột nhiên bắt lấy một cái trên mặt đất, giúp cho giữ vững cơ thể của Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt. Hai người đồng thời lúc này rơi xuống mặt đất, Đường Vũ Lân dưới chân lảo đảo một cái, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước hắn liên tiếp chống lại nhiều đợt công kích của Nguyên Ân Dạ Huy, lúc này coi như có thị huyết bánh bao đậu cũng đã có một chút quá tải. Ngươi thế nào rồi? Cổ Nguyệt lúc này ân cần hỏi hắn. Đường Vũ Lân lắc lắc đầu rồi nói: ta không có chuyện gì, là thị huyết hiệu quả mà thôi. Vậy thì ngươi đi giúp Tinh Lan bên này giao cho ta đi, Cổ Nguyệt nói với Đường Vũ Lân. Được. Đường Vũ Lân thở sốc hai lần, nhanh chân hướng về phía Diệp Tinh Lan mà đi. Nguyên Ân Dạ Huy liên tiếp vung tay, thật vất vả mới xua tan được vòng xoáy ngũ sắc xoay tròn. Nhưng có thể nhìn thấy được, bộ lông ở trên cánh tay của nàng đã có khá nhiều lời bị tổn hại. Vừa nãy vì giải quyết Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt, cánh tay phải đã gãy của nàng cũng miễn cưỡng tung ra đòn đánh. Dựa vào năng lực cường hãn của thân thể ép buộc xương cánh tay cử động, lúc này sức mạnh của Cự Ma Thái Thản của nàng đã bắt đầu suy yếu. Cổ Nguyệt xoắn mũi chân, ánh bạc lóe lên, lần thứ hai đi tới trước mặt của Nguyên Ân Dạ Huy. Ở trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu lộ gì cả, giơ tay một chưởng vỗ tới chỗ Nguyên Ân Dạ Huy. Nàng không phải cận chiến hay sao? Một chưởng vỗ xa, một cái hồng, hoàng và lam, tam sắc chưởng ảnh bánh đánh xa. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này theo bản năng đấm ra một quyền, ở trên người của Cổ Nguyệt lúc này lóe lên ánh bạc, cả người đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện ra lần nữa, đã ở một bên khác của nàng, mà trường ảnh lúc trước đã cấp tốc bạo phát, lại hóa thành một đoàn vòng xoáy nguyên tố. Ba loại nguyên tố va chạm lẫn nhau, sóng năng lượng kịch liệt ầm ầm bạo phát, với thực lực của Nguyên Ân Dạ Huy mà cũng bị kéo cho lảo đảo một thoáng. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn đầy khiếp sợ. Ở trên người của Cổ Nguyệt ngân quang liên thiếm, không ngừng biến hóa vị trí thân thể. Mỗi một lần xuất hiện ra đều là một chưởng vỗ ra, cũng mặc kệ công kích của mình có đem lại tác dụng gì hay không, cứ đánh ra tam sắc chưởng ảnh liên tục, sau đó trong nháy mắt rời đi. Nếu như Nguyên Ân Dạ Huy dùng nắm đống oanh kích mặt đất, như vậy thì nàng sẽ xuất hiện trên không trung một chưởng đánh tan, lại giống như là u linh vậy, không ngừng trong nháy mắt này giờ đi và lấp lóe. Chuyện này học viên hai lớp dưới đài đều đã xem đến choáng váng. Lúc trước Đường Vũ Lân cứng rắn chống đỡ Nguyên Ân Dạ Huy đã đủ làm cho người ta chấn động, nhưng so với phương thức chiến đấu của Cổ Nguyệt lúc này lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Năm nhất vẫn còn một vị như vậy sao? Lạc Quế Tinh lúc này luôn luôn tự xưng là am hiểu trường khống cục diện cùng với lòng người, lúc này lại đã há hốc mồm. Cổ Nguyệt dĩ nhiên lại cường đại như vậy, kỹ thuật sở đi đánh trưởng ở trong nháy mắt này của nàng căn bản không hề dừng lại một chút nào. Cái này cần tinh thần lực lượng cường đại đến mức nào mới có thể làm được? Còn có tam thuộc tính, tam sắc trưởng, vậy mà cũng có thể thuần phát liên tiếp sao? Thì ra là cho tới nay, khi Cổ Nguyệt cùng bọn họ chiến đấu đều không hề sử dụng toàn lực. Đúng đấy, nghĩ lại một hồi chiến đấu ở trong nội bộ trước giờ, từ đầu tới cuối, sức chiến đấu của Cổ Nguyệt bày ra đã chỉ đúng quy đúng củ. Lúc này thì mới là thực lực chân chính của nàng sao? Uỳnh, ấm, hai tiếng lổ vàng lúc này đồng thời vang lên. Một bóng người lúc này toàn thân lấp lánh ánh sao bay ra bên ngoài, bị một đạo bạch quang bao phủ biến mất không còn tăm hơi. Bát Long Mài Hòa Mài Lượng Ngân Trúy, hồn sư Hà Tiểu Bành kết thúc chiến đấu.
Diệp Tinh Lan mượn Hứa Tiểu Ngôn tinh luân băng liên khống chế hắn ở trong nháy mắt, đột nhiên phát động một chiêu kiếm thần võng đem hắn đánh bay, lấy một địch hai lại còn giải quyết được một tên. Nhưng cũng cùng ngay lúc đó, Nhạc Chính Vũ đột nhiên bạo phát, quang minh thành kiếm nhanh như là ngọn lửa thần thánh, lấy tốc độ cực kỳ kỹ xảo tuyệt chém ra trên tinh thần kiếm. Tiếng lổ vang thứ hai chính là Diệp Tinh Lan miễn cưỡng thủ kiếm vẻ phòng ngự, bị Nhạc Chính Vũ một chiêu kiếm này đánh bay, toàn thân bị ngọn lửa thần thánh thiên sứ bao trùm và ngã xuống. Bạch quang lại hạ xuống, bao phủ lấy Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan lúc này bị lốc áo. Mà cũng vừa vặn lúc này, Đường Vô Lân đã che ở trước mặt của Nhạc Chính Vũ. Dư quang ở trong lóe mắt liếc về phía phương hướng của Diệp Tinh Lan, ở trong lòng của hắn không khỏi thầm than: Tinh Lan ơi là Tinh Lan, ngươi thực sự quá là kiêu ngạo. Với tu vi của Diệp Tinh Lan, đủ để kiên trì đến khi hắn tới, nhưng nàng lại muốn bạo phát trước khi mình tới kịp, không chấp nhận sự giúp đỡ của chính mình. Giữa tình huống lấy một địch hai còn có thể đánh tan một tên đối thủ, đồng thời tiêu hao Nhạc Chính Vũ trên trình độ lớn, nàng đã hoàn toàn thể hiện ra được thực lực của chính mình. Các học viên năm nhất cùng với năm hai bên dưới đài, nhìn tình huống thi đấu trên đài cũng đã nín thở, hồi hộp theo dõi. Lúc này thì đội năm nhất, Diệp Tinh Lan bị lốc áo, rồi đội năm hai, Hà Tiểu Bánh, Diệp Tinh Mạch bị lốc áo. Từ tình cảnh cùng nhân số mà xem, dĩ nhiên là lớp năm nhất đang chiếm thế thượng phong. 4 đánh với 5, Nhạc Chính Vũ ở trên mặt lộ ra vẻ thần thánh, tay phải giơ cao thánh kiếm, ba cái hồn hoàn vần quanh người lại đồng thời sáng lên. Ở trong nháy mắt này, cả người của hắn dường như là một cái bóng đèn vậy, ở trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng khắp nơi, hóa thành một vầng thái dương hừng hực cháy. Quang nguyên tố cực kỳ mãnh liệt mang theo hơi thở thần thánh tràn ngập bỗng nhiên xuất hiện ra bên trên thánh kiếm. Ánh sáng thần thánh bạo phát, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, toàn bộ một lửa đài thi đấu này đều bị bao phủ ở bên trong phạm vi của quang nguyên tố.